Hi, xin chào các bạn đến với kênh 68 TV nha. Hôm nay chúng ta cùng xem những chiếc xà lan cực phẩm qua cống nha các bạn. Đây là một chiếc xà lan đang chở cá để lấp nha các bạn. Đang chuẩn bị qua cống nha. Chiếc xà lan này nó đang đi xuôi nước nha các bạn, nhưng mà bây giờ cái mức chênh lệch nước cũng rất là cao nha. Wow, nhìn rất là đã các bạn ơi. À, bắt đầu xuống nè, trời ơi nước đầy cái chân. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của những chiếc xà lan ở khu vực này nha, đi lấy cát và chở cát các bạn. À, này đi hơi xéo các bạn ơi, đi hơi xéo rồi, xin anh kêu lấy lái lại. Rồi vô không đây, dính rồi, ôi ôi hên quá, để không đã lấy lái được nha các bạn. Chiếc xà lan quá mạnh mẽ luôn các bạn ơi, đạp nước dữ dằn luôn. Phía sau cũng đồ bị chán nhìn đã rồi, chỗ cái sàn nước các bạn. Đây là một chiếc ghe chở phẩm nha, một chiếc ghe chở cát, tài công ngồi ghế bố nha các bạn. Anh tài công ngồi ghế điện hơi các bạn, anh này thì ngồi ghế bố. Đó, bây giờ nước chảy kiểu này nè, và chúng ta hãy xem chiếc ghe này chuẩn bị nhảy sóng nha các bạn. Nhưng anh chiếc ghe hơi, chiếc ghe này nó hơi thẩm, nó không biết nhảy được không các bạn. Anh tài công rất là thích thú nha, vẫn cười tươi ngày Tết luôn các bạn ơi. Đây là được lên YouTube phải cười không biết. Đó, ôi ôi quá dữ luôn. Ê, 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 ê. Rồi không sao các bạn, anh được lên YouTube anh hơi phấn khích nên bị mất lái chút xíu nha các bạn. Rồi quay đầu luôn, đây là một chiếc ghe chở cát các bạn, và có một anh tài công rất là vui tính, anh qua anh cười rất là nhiều, cuối cùng cũng dính cái đít nha, nhưng mà không có vấn đề gì. Bây giờ là chúng ta hãy xem anh ấy coi lại có bị sức mẻ gì không đây. Thấy mình nó cọ vô cái máy thôi các bạn, máy thiết thôi. Giờ đang rửa xà lan, cầm một cái chiếc ghe xà lan qua đây cũng rất đòi hợp nhưng mà đi học lái rồi không có mấy cái pha này đâu, học cái xe còn lên dốc chứ còn học chỉ thi lái xà lan mà không có qua cống nữa các bạn. Mới mốt học bằng lái xà lan là phải làm qua cống như vượt cống rồi, giống như là lái xe là phải lên dốc rồi đứng số 1 các bạn.
làm rửa xà lan này. Và đây là một chiếc xà lan cũng rất là phẩm nha. Đây mình thấy là chiếc xà lan này cũng rất là mới quá. Cái chế độ bánh xe độn các bạn, màu sơn cũng rất là đẹp nha, nhìn giống như là cái bông tai để đeo. Đây là những chế độ mà chống va chạm các bạn. Dính rồi, lấy lái lại, đứt chế độ mà mày. À, đây là chiếc ghe nó nằm trên bờ luôn trời. Chủ cột dây đi nhậu rồi, qua giờ dính trên bờ đâu xuống được. Và đây là một chiếc ghe chở cháu nha, có một bà chị và leo cao dữ vậy ta. Giờ chị đang leo xuống để chuẩn bị vượt cống nha các bạn. Bề ngang của chiếc ghe này mình đoán nó khoảng 4 mét các bạn, 4 mét, 4 mét rưỡi á. Nhìn chơi vơi quá các bạn ơi, quá cao luôn. Một chiếc ghe chấu rất là cao. Anh ấy đang ngồi trên một cái giàn giáo các bạn, giống như xây nhà vậy đó. Để sao là có một cái miếng phao nha. Và đây là hai chiếc xà lan đang chuẩn bị vượt cống luôn nha các bạn. Mình để ý xà lan ở khu vực này họ ít có sơn nha, sơn hết rồi, cũ cũ, hoặc là cái cát này nó hay dơ các bạn, dơ hơn là cát để xây dựng cát vàng nha. Cát này nó có sình nhiều, là chỉ để săn lấp mặt bằng thôi, nó hay bị cũ chút xíu. Mấy chiếc xà lan ở Sri Lanka này nhìn nó đẹp đó. Đây là một chiếc ghe các bạn ơi. Anh xà lan này ảnh đang canh rất là kỹ để qua cống nha. Anh đạp xuôi rồi anh đạp ngược. Vợ cũng đang rửa chén người ta. Mốt cái gì á? Trời ơi, bà rửa chân bà nội ơi. Sau là một cái thùng nước và một cái nước liêu xe các bạn, cái toilet rửa chân.
chiếc xà lan nổi, thấy anh ấy chạy rất là bình tĩnh nha. Quá ngầu luôn, biển máy quá thê các bạn, biển máy quá giòn luôn rồi, quá mới rồi. Đây là một đôi vợ chồng hạnh phúc các bạn, đi trên một chiếc xà lan khổng và chuẩn bị vượt cống. Vượt cống mà ngồi sát với gì ta? Đang qua cống nè, hiện giờ nước nó đang bình bình các bạn, nó kêu là nước sình nha, chảy không mạnh. Và những cái ghe thuyền người ta đi lại rất là dễ dàng các bạn. Anh này ảnh nhốn nháo gì người ta. Anh đi trên một chiếc ghe và cái mũi vô lãi nha. Anh lái chịch qua chịch lại dữ trời. Đó, mặt dữ rồi. Trời ơi, ngồi không được luôn. Bẻ bẻ cũng quá dài rồi. À, cái kiểu ghe này quá đẹp các bạn ơi, kiểu ghe này mà đi đi phượt đi rồi à, cái ghe này giống như ghe cào trời, ở phía sau nó có một cái cọng dây các bạn. Đây là anh ghe chở dừa nha, anh này chạy theo sung dữ vậy ta, quá dữ dằn luôn rồi các bạn, nước quá ơi. Đây là một trong những hoạt động thường niên của dân Trà Vinh nha các bạn. Hai tay vít dừa xuống sông và một tay đứng ở dưới quăng dừa lên ghe nha. Rất là nhanh. Này quăng lỡ tay rớt lên đầu xỉu luôn quá. À, đây là một cô gái rất là xinh đẹp đi lấy nước về cho hai anh vít dừa các bạn. Không biết có cho có ông đứng dưới sông quăng dừa lên ghe không biết. Quá nắng à. Trời bây giờ gần 40 độ các bạn, 38 độ. Ở dưới nước rồi, ở dưới nước có một ông nha, hai thằng dít xuống sông đó, ông này nè, ủ cái này rớt lên đầu hết biết được đỡ luôn, chơi kiểu này nguy hiểm quá. Dễ dính lắm rồi, quá dữ rồi, lâu lâu lại sống đó mà còn ông dưới nước không.
tại vì cái ghe họ không đậu sát đường nha bạn. Cách nhanh nhất là dứt xuống nước và người ở dưới nước quăng lên ghe, nhịp nhàng cầm từng trái rất là lâu nha. Cái dừa thì nó nổi các bạn, chớp nước nó nổi lên. Cái này phải đội nón bảo hiểm mới được. Và đây là một anh xà lan đang quay đầu nha, anh xà lan nhỏ các bạn. Không, đây là một chiếc ghe lai xà lan của bạn. Và chúng ta tiếp tục quay lại xem những chiếc ghe vượt sóng nha. Đây là một chiếc xà lan rất là lớn nha các bạn, chở cũng rất là thẳm. Wow, chiếc xà lan rất là hoành tráng nha. Đó, đang đi xuống nè. Xin cảm ơn các bạn đã xem nhé. Hẹn gặp lại những video tiếp theo nha các bạn.